Xin chào các bạn. Macy là một cái khu mua sắm lớn ở Mỹ. Trong cái mùa Covid này á, thì hiện tại mình thấy rất là nhiều người đi mua sắm. Thật là lạ. Bạn biết tại sao không? Cùng theo chân mình. Thật ra những sản phẩm nằm trong những store lớn như Macy, sau khi qua đợt đó, hoặc là qua cái mùa, ví dụ như mùa hè nó sẽ bán đồ mùa đông bán đồ mùa hè, ví dụ như qua đợt, thì những cái mặt hàng này nó sẽ đưa vào những cái store nhỏ hơn, những cái store bên ngoài, gọi là đồ giống như đồ qua đợt, nhưng đồ vẫn là đồ tốt, đồ hàng hiệu, thì cái giá thành nó sẽ giảm nhiều hơn. Nhưng trong cái thời Covid này thì không biết tại sao đồ không nhập nữa, nên bây giờ các store giữ lại và bán rẻ chứ không có đẩy vô những cái store khác. Nói đông nhưng mà tưởng đông nhưng mà không thấy đông ha. Nhưng mà thật sự á, đây là những cái khu hàng giá bình dân. Người ta tập trung vô những cái khu hàng giá rất là cao, như là LV, Dolce, những cái tên tuổi nổi tiếng nằm bên trong kia. Thì bây giờ các bạn sẽ đi ra ngoài. Đây, đang sale rất nhiều, 50%. Có nơi là sale tới 75-80%. Giá tầm trung ngày xưa đó là 30-40 đồng tới 80 đồng, bây giờ 90 đồng, 20 mấy đồng. Điều đặc biệt là mình thấy, mình không biết tại làm sao mà đồ trong này từ từ nó vơi đi, nó không có nhập vô, mà đồ càng ngày càng để người dân có thể mua sắm ở Mỹ. Thì đây là những giá tầm trung, thì thay vì người ta sẽ mua giá tầm trung, người ta mua toàn là đồ cao cấp, xếp hàng rất là đông trong kia. Đi một hồi thì mấy bạn theo chân mình để đi vô trong đó, mình có thể thấy được họ xếp hàng. Có những cái chỗ mà nổi tiếng, nhiều khi bạn đi vô trong đó bạn mua, nhưng mà bây giờ bạn phải lấy hẹn, mỗi một ngày nó chỉ lấy hẹn được 5-10 người. You still on the line? Okay, I got it. Thank you. Và bây giờ mình đã đi vô cái khu mà rất là sang rồi. Cái này không phải bản đồ, không phải màn hình cảm ứng cái bảng kia kìa. À, bên này mấy bạn có thể thấy là luôn á. Bên này nè. Có cảnh sát bảo vệ đây mà. Cái nhẫn rất là đặc trưng, có cái kiểu giống như là cái chìa khóa, hay là một cái loại nhẫn. Đây là một chỗ LV nè, mọi người đang xếp hàng để mua. Nhưng mà vẫn xếp hàng lấy hẹn đi mua rất là nhiều. Hồi nãy mình đi vô coi rất là nhiều, bây giờ là gần xế chiều rồi, nên họ về rồi. Gần 6 giờ đóng cửa, bây giờ là 3 mấy, 4 giờ rồi.
Kobu mà này nè. Mấy đôi này lạ lạ nè. Mấy đôi này lạ nè. Cái mấy đầu dưới này đẹp nè. Tôi mua đôi này tao mặc thôi. Tôi mua đôi này tao mang thôi. 503 mà. Ôi sao tao thấy có nhiều loại mà super luôn đó. Mấy loại đó nó mấy trăm. Là mấy loại nằm đâu. Các bạn biết ngày trước á, là những cái mặt hàng ở trong Macy này bán với cái thẻ mà credit của Macy á là chỉ có 15-25% sell off, tức là giảm giá 15-25% trên một cái sản phẩm. Còn bây giờ á là mình thấy là nó cộng thêm 15% nữa, có nghĩa là từ khoảng 35-50% nếu như các bạn sử dụng cái thẻ credit của Macy. Có nghĩa là bây giờ đang giảm giá rất là mạnh. Nếu như mà bạn thích hàng hiệu, hàng tốt, hàng mới thì hiện tại nên vào Macy và những cái store lớn để mua trong cái mùa dịch Covid này. Đây là những loại đồng hồ cắt tiền Rolex nhưng mà đã qua sử dụng, bây giờ chỉ còn một chiếc. Còn trong store hàng mới brand new thì nó nằm trong chỗ kia à, có người bỏ. Bên này thì rắn ha. Okay. Bây giờ là mình phải đi về rồi nè. Chào tạm biệt mấy bạn nha. Nhớ like, share, subscribe và chờ xem tập kế tiếp của mình nha. Cảm ơn. Yeah.